Rồi anh chào các bạn đã quay trở lại với cái video tiếp theo mình nhé. Thì trong video trước ấy mình có chia sẻ các bạn là cái cách mà cài cái bộ gõ tiếng Việt lên trên cái hệ điều hành Linux Mint khó còn hơn lên trời. Cái tiêu đề khá là buồn cười đúng không các bạn? Và mình thấy là cũng có nhiều bạn nói mình là cài cái kiểu này làm sao mà chạy được? Cài kiểu này không đúng rồi, thế này thế kia đủ thứ hết. Và các bạn nói mình là nên cài bằng cái trình terminal. Thì như các bạn cũng biết đấy là khi mà các bạn làm việc ở trên Linux tất cả và hầu như luôn đều phải làm việc ở trên cái console uh, terminal terminal console à, có nghĩa là các bạn có câu lạnh ấy, nó rất là phiền phức nó là nhằng lắm cho nên chính vì lý do này mình cũng rất là ghét linux ở cái điểm này bởi vì làm việc ở trên cái terminal á mặc dù là nó có vẻ chuyên nghiệp ấy, có vẻ là nhẹ nhàng ấy nhưng mà mình không thích cho lắm bởi vì nó cứ phải nhớ câu lệnh, nó phiền phức lắm cho nên uh, khi mà mình uh, làm một vài cái video để mình nói các bạn hướng đến hệ đoàn linux á mình đang tìm một số cái giải pháp làm sao để các bạn có thể sử dụng được cái giao diện gai, cái giao diện gai các bạn biết đấy nó giống như trên windows á, nghĩa là chúng ta làm gì là chúng ta thấy đó luôn, làm gì là thấy đó nó qua cửa sổ làm rất là dễ chứ nó không qua cái terminal console. À, cho nên mình đã cố gắng mình tìm những cái cách cái giải pháp làm sao mà để chúng ta sử dụng được cái giao diện gai cho được dễ dàng hơn. thì tiếp tục trong video ngày hôm nay à, mình muốn giới thiệu các bạn một cái phần mềm để các bạn có thể edit được video ở trên hệ điều hành linux Uh, một cách được dễ dàng và các bạn cũng có thể cài cái phần mềm này rất là dễ dàng luôn không phải qua cái trình terminal console mà bạn cài trực tiếp giống như trên Windows vậy xài cho nó sướng nha yeah. thì uh, như các bạn biết là những cái phần mềm mà chúng ta sử dụng trên Windows ấy, chúng ta không sử dụng được ở trên uh, Linux chỉ trừ khi những cái hãng đó nó viết ra cái app đó chạy được trên Linux thì chúng ta mới cài được trên Linux thôi Còn những cái app mà trên Windows các bạn muốn cài trên Linux các bạn phải qua một cái phần mềm trung gian đó là phần mềm Y Wine ha, rượu vang ấy Nhưng mà Mình cảm thấy là nó chạy cũng không được ngon lắm đâu Cho nên là mình đang cố gắng tìm ra những cái giải pháp khác thay thế cho những cái phần mềm trên Windows để các bạn có thể sử dụng trên Linux được dễ hơn Ok chúng ta bắt đầu các bạn nha Rồi đầu tiên các bạn sẽ bấm vào cái nút Start đây này, Các bạn chọn vào cái phần mà Software Manager nha Bấm vào đây Các bạn gõ vào khung tìm kiếm này Cái tên là Shortcut à, Tìm nó Đây các bạn mở ra này Shortcut biểu tượng như này nha Đây là cái phần mềm để giúp cho các bạn có thể là edit video Rất là ngon Ở trên Linux Và phần mềm này có chạy cả trên Windows luôn các bạn nhé À, phần mềm nó hỗ trợ ở trên Windows luôn, các bạn sử dụng hoạt động được hết. Phần mềm này hoàn toàn miễn phí, edit video chuyên nghiệp luôn hoàn toàn miễn phí. Không mất một đồng nào hết, không cần phải rắc riếc gì hết luôn các bạn nhé. Rồi chúng ta install nó vào. Rồi cái này các bạn cứ để mặc định đi, các bạn nhấn continue. Bây giờ cái việc còn lại là chúng ta ngồi chờ các bạn nhé, chờ đến khi mà nó install xong nè. À, install xong rồi chúng ta sẽ tiến hành là mở ra để sử dụng rồi sau khi mình đã cài xong rồi các bạn nhấn nút launch đây chúng ta mở lên này ok đây chính là cái giao diện chính của cái phần mềm shortcut các bạn nha đây thì đầu tiên đấy các bạn sẽ à, có một cái bảng hiển thị ra chúng ta tạo những cái project này à, chẳng hạn ví dụ như đây à, project folder là chúng ta sẽ lưu cái project chúng ta ở đâu chẳng hạn ví dụ ở đây mình sẽ lưu cái project của mình ở một cái thư mục có tên là edit video mình để ngoài desktop này nhấn open hả, lưu lại đây. Các bạn có thể đặt tên project, chẳng hạn ví dụ như đặt tên project là uh, test uh, phần mềm. Ví dụ như thế. Ở đây video mode bạn có thể thay đổi cái chế độ, ví dụ như bạn muốn edit video ở cái chuẩn nào ha. Đấy, ở đây có HD, Full HD rồi đủ thứ các kiểu 4K, rất là nhiều luôn hỗ trợ 4K luôn các bạn cứ làm thoải mái nha. Thì ở đây mình để là Full HD 1080 60 FPS ở đây sau đó nhấn nút start rồi như vậy là nó đã uh, xong rồi đấy bây giờ mình sẽ sử dụng chính cái video mà mình quay cho các bạn nãy giờ để mình lấy ra mình edit cho các bạn coi nha rồi đây là cái uh, đoạn clip mà từ nãy giờ mình quay cho các bạn coi từ nãy giờ này bây giờ mình sẽ mở cái phần mềm shortcut lên và mình sẽ edit cái đoạn clip này cho các bạn coi rồi thì đầu tiên đấy mình sẽ vào trong cái mục là open file mình đưa cái file nãy mình quay vô này rồi mình open nó ra, đây các bạn thấy không? nó sẽ có cái file này, rồi à, đầu tiên luôn, mình sẽ stop lại, rồi bắt đầu mình sẽ kéo cái file này xuống cái thanh timeline, đây là cái thanh timeline để các bạn edit video này, đó, rồi cái này mình tắt này đi, tắt giao diện này đi, các thấy không? rồi chúng ta sẽ có những cái gì, chúng ta sẽ có những cái thanh uh, menu trên đây trước, rồi thanh công cụ trên đây. À, cái khung bên này là cái nơi mà quản lý những cái video của chúng ta này, các bạn có thể là add vào đây, add file đây, ha. À. rồi bên này là cái khung chúng ta nhìn để chúng ta edit video, cái bên này là cái nơi mà quản lý những cái mà chúng ta sẽ edit, dưới này là thanh timeline và đây là những cái thanh công cụ để chúng ta edit video. ha. À. À, ở đây sẽ có nút uh, tua nhanh, tua chậm, rồi tạm dừng, rồi play, phóng to thu nhỏ màn hình, Đó. À rồi giờ chúng ta sẽ tiến hành edit video nha thì cái thanh timeline tham này các bạn edit video thì hầu như những cái phần mềm edit video cái cấu trúc của nó tương tự như nhau thôi các bạn cứ nhìn ở dưới thanh timeline để bạn cắt thôi ha ví dụ như đi cái này à, bạn nhìn cái sóng này cái sóng nhạc này cái chỗ nào có sóng là chỗ mình nói còn chỗ nào không có sóng là cái chỗ mà mình không có nói thì chúng ta cắt đi rất là nhanh ví dụ để cắt một đoạn clip ấy bạn chỉ cần chọn clip này rồi nó có cái biểu tượng đây này, này bạn thấy không à, split add play head này hoặc là bạn bấm chữ S được là cắt rồi cắt cái này bạn cầm này bạn chọn này bạn ấn delete cho xóa đi đó là xóa đi rồi xóa mất cái đoạn này rồi Đúng chưa cầm này lôi vào đây để cho nó vào ngay đầu này ấn nút home cho nó ngay đầu người ta play lại này. rồi đầu tiên thì các bạn sẽ bấm vào cái nút start đây này, này các bạn chọn vào cái phần mà software manager nha bấm vào đây đó bạn thấy không cái này là phóng to thu nhỏ tham tham lại này đó để chúng ta edit cho dễ à, phóng to thu nhỏ tham tham lai À, chẳng hạn như chỗ này chỗ này là cái chỗ đang yeah. chờ hẳn là mở ra để sử dụng chỗ này đang chờ mình sẽ cắt cái này đi à, cho nó ngắn lại à, tới chỗ này là nó xong nè như vậy rồi sau khi mình cắt đó, cái chỗ này là chỗ mà xong nè nó cài xong nè mình cắt đi nha để khỏi phải chờ lâu nữa đúng không các bạn Đấy. thì cái chỗ này các bạn có thể là tua nhanh tua chậm cái phím cũng được tôi nhanh tôi chậm cái phim hoặc là bạn có thể xóa bỏ luôn và các bạn cho một cái hiệu ứng khác vào à, ha uh, chẳng hạn dụ như ở đây mình chuột phải này mình có thể cho nó remove là bỏ đi luôn hoặc là mình uh, bỏ tiếng đi và mình tua nhanh cái video lên nhưng mà chắc mình bỏ đi luôn các bạn delete bỏ đi mình cầm này lôi đây à, cái chỗ này thì các bạn cho một cái hiệu ứng vào đây để cho nó giống như chuyển cảnh này rồi để cho nó cái hiệu ứng chuyển cảnh á, cái cách dễ nhất là bạn cầm cái uh, phần ở đây này cái phần mà bạn cắt đây này bạn cầm bạn lôi nó vô một chút xíu một cái đoạn mà bạn mong muốn ha một đoạn mong muốn chuyển gắn ví dụ mình chuyển gắn một khúc cỡ à, một phút như này đi rồi bạn gọi một giây chứ bạn à, nhìn này nha nó chuyển gắn qua này rồi sau khi mà nó cài xong các bạn à, nó rồi chuyển gắn qua để sử dụng rồi sau khi mà nó cài xong rồi các bạn à, nó chuyển qua như vậy thôi tại vì cái phim này phim của mình nó nó chỉ một cảnh duy nhất nó không có thay đổi nhiều cho nên là bạn thấy là khi mà chuyển gắn qua nó không có gì thay đổi hết bạn nhìn cái chỗ này này để sử dụng rồi, sau khi mình đã cài xong rồi các bạn đến nút, nút, nút lại đây chúng ta mở lên này, à, chúng ta làm vậy cho trình cảnh đơn giản thôi, rồi khúc cuối này, rồi như vậy là nó đã à, xong rồi đấy, bây giờ mình sẽ sử dụng chính cái video mà mình quay cho các bạn nãy giờ để mình lấy ra mình edit cho các bạn coi nha, rồi cái đoạn này mình cắt bớt đi, đi này, cắt đoạn cuối đi này, cầm nó lôi vào thôi được rồi. là bạn cắt đi luôn cũng được ép cho cắt đi luôn rồi vậy là mình đã edit xong cái video mình đã à, lọc nội dung xong sau khi mà lọc xong rồi các bạn sẽ lưu cái này lại ha ví dụ như file save s rồi mình à, lưu đây đi ha lưu đây chẳng hạn ví dụ như test phần mềm rồi ok à. rồi sau khi mà xong thì mình sẽ lưu cái project này lại Uh, file xây lại à, lưu lại thôi là xong rồi bây giờ cái việc còn lại là chúng ta sẽ uh, xuất cái phim này ra sau khi chúng ta edit xong thì để xuất phim này ra các bạn sẽ làm như sau này các bạn chọn file các bạn chọn là export video export video ở đây ấy, thì bạn sẽ chọn là timeline đúng rồi các bạn cần fix cái này chút xíu uh, chúng ta sẽ xuất này theo cái dạng là h264 ha rồi ok này rồi tiếp theo à, chúng ta sẽ coi lại những cái phần bên này à, Xem có cần thay đổi gì hay không Rồi tham này Rồi chúng ta chọn vào cái phần là advanced đây Để chúng ta coi này nha Cần là một số cái Ví dụ chúng ta xuất ra theo cái dạng là mp 4 hay cái dạng nào đó à, Thì ở đây thì mình luôn luôn nói với các bạn là xuất cái dạng mp 4 để cho nó đọc được nhiều định dạng hơn Để chúng ta để chọn mp 4 rồi cái độ phân giải đúng như mong muốn chưa đó à, chọn những cái này lại cho nó đúng ha rồi code này những cái này cũng vậy luôn những cái này chúng ta giữ nguyên đi được rồi tại vì lúc ban đầu ta đã thay đổi rồi audio rồi other, rồi này kia rồi xong hết sau khi này xong chúng ta chọn export file nó ra này các bạn lưu tên lại ha các bạn lưu tên lại chẳng hạn ví dụ như mình lưu là uh, uh, test uh, phần mềm shortcut chẳng hạn ví dụ vậy rồi mình nhấn open Uh, rồi sau khi xong á thì uh, các bạn nhấn vào cái nút uh, export đây rồi nó đang chạy rồi các bạn này đây, lúc các bạn nhấn export là chạy ở đây rồi bây giờ các bạn ngồi chờ thôi đây mình cho này nhỏ lại xíu các bạn nhìn nó dễ nha đây đang chạy đây các bạn này đang render đấy ta chờ xíu cho render thôi sau khi render xong rồi chúng ta sẽ có lại kết quả sau khi mà nó render xong á, thì nó sẽ có dấu tích về đây các bạn này đây lúc nãy mình lưu ở trong cái mục là edit video này sẽ mở ra nhé, test phần mềm. đã thấy không? 4 này, giờ mở lên coi thôi. Rồi đầu tiên thì các bạn sẽ bấm vào cái nút start đây này, này, các bạn chọn vào cái phần mà Software Manager nha mình bấm cho nó đây. im tiếng đây. Các bạn uh, gõ vào khung tìm kiếm này, cái các bạn thấy không? Clip làm ra rất là nét ha clip quay bằng uh, mình quay bằng OBS các bạn nhé, quay bằng OBS Studio và mình uh, render bằng cái phần mềm shortcut, ha? edit bằng phần mềm shortcut các bạn thấy không? Phim rất là nét vô cùng. Mình cho tới cái chỗ chuyển cảnh nha. Đâu rồi? Đây là cái chỗ chuyển cảnh bạn nhìn nè. Đó. Bạn nhìn là cái chỗ uh, biểu tượng ấy nó sẽ uh, hơi mờ đi một tí thôi. Đó, nó chuyển cảnh đơn giản như vậy thôi đó là cách mà chỉnh cảnh ở trong cái phần mềm shortcut thì à, mình sẽ cố gắng à, làm những cái video khác chia sẻ các bạn về cái phần mềm shortcut này để các bạn có thể là à, nắm vững được cái phần mềm này bạn sử dụng khi mà bạn sử dụng lên Ha. chúng ta sẽ có những cái giải pháp khác, có những cái phần mềm khác để thay thế cho những cái phần mềm edit video trên Windows khi chúng ta bước qua Linux. Nói chung là chúng ta sẽ tìm ra được nhiều giải pháp khác chúng ta sử dụng ngon hơn. Rồi cái video này mình xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nha. Bye bye. Xin chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.